mừng năm mới Xuân Nhâm Dần 2022. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai thực hiện chương trình nghệ thuật Mừng Đảng Quang Vinh, Mừng Xuân Nhâm Dần. Chương trình gồm nhiều tiết mục đặc sắc mang giai điệu tươi vui về mùa xuân đất nước, những khúc hát ngợi ca về Đảng Quang Vinh, con người và quê hương Gia Lai hào hùng đổi mới. Chương trình được phát sóng lúc 22 giờ 55 phút ngày 31 tháng 1 năm 2022, tức 29 tháng Chạp năm Tân Sửu, và lúc 9 giờ 40 phút ngày 1 tháng 2 năm 2022, tức mùng 1 Tết Nhâm Dần trên kênh truyền hình Gia Lai. Trân trọng mời quý khán giả đón xem.